Điểm trọng tâm của buổi cầu nguyện đa tôn giáo thể hiện tình liên đới giữa các tôn giáo như lời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hải phát biểu tại hội nghị. Muốn thành công trong công cuộc tìm lẽ phải thì phải lên tiếng cùng nhau nêu lên cái xấu của đảng cái trị thì mới mong xóa bỏ sự bất hạnh từ. Tinh thần liên tôn, buổi cầu nguyện đa tôn giáo tại Hội nghị Thượng đỉnh Summit 2023 đã kết thúc tốt đẹp và ghi lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng quốc tế và những người đang và đã đấu tranh bảo vệ cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đúng như cái tên của nó, buổi cầu nguyện cho đức tin và công lý được thực hiện vào tối ngày đầu tiên của hội nghị với các đại diện đa tôn giáo Việt Nam, bao gồm Công giáo, Phật giáo Hoa Hảo, Cao Đài, Tin lành Tây Nguyên và một số cá nhân quan tâm. Họ đã cùng nhau dâng lên những lời cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam sớm có quyền tự do, dân chủ, cầu cho những nạn nhân bị bắt hại bởi chính quyền vì chính sách đàn áp tôn giáo và chính sách kích động hận thù và những tù nhân lương tâm tôn giáo sớm thoát vòng đau. Điểm trọng tâm của buổi cầu nguyện đa tôn giáo thể hiện tình liên đới giữa các tôn giáo như lời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hải phát biểu tại hội. Muốn thành công trong công cuộc tìm lẽ phải thì phải cùng nhau nêu lên cái xấu của đảng cái trị thì muốn xóa bỏ được sự bất hại từ chính quyền. Với cầu nguyện cho đức tin và công lý đã nói lên được tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo. Họ đang và sẽ cùng nhau lên tiếng về sự bất hại tôn giáo mà chính quyền cai trị Việt Nam đang nhắm vào tới tôn giáo. Chính tinh thần đoàn kết và tình liên tôn đa tôn giáo đã là sợi dây nối kết giúp buổi cầu nguyện thêm phần trang nghiêm và tình đoàn kết. Kết thúc buổi cầu nguyện là lời kính hòa bình được cất lên cầu mong cho đất nước sớm có tự do tôn giáo, xóa bỏ được chính sách và khắc về tôn giáo mà đảng cai trị đang thực hiện. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Father Peter Nguyễn Văn Khải, Redemptorist. I came from Vietnam. I was born and raised, and I have worked in communist regime. I have to fight their human rights violations. The communists forbade me to become a priest. So I had to study underground. I had to be ordained and do my pastoral works underground. And I had to pay the price, and I tried to live my God-given rights. In the past, the communists took various measures to destroy religion. And now they use all the tricks. They created state-sponsored churches and placed their members in the leadership position. If that fails, they use violence to suppress churches or bribe leaders of religion. The communists want to turn the religion into tools for their domination. The Christians are comprehensively discriminated in every aspect of life. The communist regime now in Vietnam is essentially a red mafia organization. They collude with domestic and foreign capitalists to plunder the property of people and to exploit workers via hidden human trafficking.
They do not respect justice and truth. They persecute everyone who prevented them from plundering. We, Catholic alone, over the last 15 years, have been persecuted in many places. The most notable incident is the Formosa affair. In 2016, the Formosa steam plant released a chemical waste into the sea that caused a dead fish to wash up on about 500 kilometers of coastland. Fishermen and farmers lost their jobs and livelihoods. Many Catholics who dared to seek justice were arrested and sentenced in prison. For example, Lê Đình Lược, Nguyễn Đăng Tính, Bùi Tuấn Lâm. And there are ones of more than 69 prisoners of conscience in our country. A case in point, Nguyễn Văn Hóa, a young Catholic who reported on the Formosa incident, was sentenced to 7 years in prison. And in the last month, the police terrorized and beat him and didn't allow him to see his family nor receive food and medical supplies. You may have seen picture of himself in the hallway. We Catholics, as well as believers of other religions, need to further commit ourselves for our cause of religious freedom. We also need the support of you, policymaker, government, and international organization in this endeavor. Thank you for your listening. God bless you and bless our effort.